Kênh LTK Bonsai mến chào quý cô chú và anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị. Lại nói đầu tiên cho em xin chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị, năm mới phát tài. Hôm nay kênh trở lại nhà vườn của anh Phong qua kiển Đăng Khôi để giao lưu với quý cô chú anh chị một số phôi Nguyệt Quế, Khế cũng như là một số phôi Mai Tứ Quý ha. Rồi chào anh Phong ơi. Rồi anh xin chào em. Dạ con xin kính chào quý bà con đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay con có về một số cây như là khế gân, nguyệt quế, mai vàng, mai tứ quý để giao lưu cùng quý bà con. Thì mong quý bà con xem ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho con. Thì con xin chân thành cảm ơn. Thì con cũng xin chân thành cảm ơn quý bà con là vừa qua thì cũng thương tình ủng hộ, thì con xin ghi nhận và biết ơn quý bà con. Hôm nay tiếp tục để lên sóng để phục vụ quý bà con nữa. Thì đầu tiên thì con vô cây số 1. Cây số 1 là cây nguyệt quế. Nguyệt quế lá chung bông chùm nha quý bà con. Anh Phong nhắc lại số điện thoại giao lưu. Dạ số điện thoại con là 0906 000 774. Địa chỉ con là xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Là chương trình con là bao phí cho quý bà con tới nhà nha quý bà con. Đặc biệt hôm nay thì cây nào lớn quá thì con bao phí là 200-300 km nha quý bà con. Thì con cũng xin ghi nhận quý bà con thì vừa qua thì cũng có một số anh em đó là quý bà con thí dụ giả sử như có nhã ý muốn chốt cây hoặc là cái gì đó quý bà con cứ là các bạn Zalo con gọi Zalo hoặc là nhá máy con gọi lại quý bà con, chứ vô mà bình luận này kia nọ thì con hồi nào giờ không có xem quý bà con, quý bà con cũng thông cảm với quý bà con. Rồi quý cô chú anh chị giao lưu với anh Phong thì liên hệ trực tiếp với anh ha. Dạ dạ. Hoặc rồi là có cái gì đó thắc mắc gì đó thì quý bà con cứ gọi điện trực tiếp cho con sẽ gọi lại quý bà con. Rồi mã số 1 cây nguyệt quế. Dạ cây này là có cái dáng bay không quý bà con? Dáng thì rất đẹp mà đế thì nó cũng đẹp luôn quý bà con. Đế thì theo dáng luôn. Rồi báo thông số đi anh. Rồi con xin đưa thông số. Dạ chiều cao là 117. Dạ cành bay từ đây đi quý bà con là 85. Dạ hoành thân con đo vị trí này quý bà con là 60. Cây rất đẹp quý bà con. Đây đế này. Đế lực đế theo dáng luôn nha quý bà con. Rồi sao vậy anh, để xa xa ra coi theo dáng ha, đế theo dáng của cô chú anh chị nó nghiêng theo luôn ha. Cây này nó theo cái đế theo cái dáng rất là hay. Rồi báo giá giao lưu đi anh. Dạ mã số 1 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 7.500.000. Rồi cây này ship làm sao anh? Dạ cây này con bao ship toàn quốc luôn quý bà con. Rồi 7.500.000 bao ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Dạ cây nào thì bao ship 200-300 km thì con sẽ nói báo cho quý bà con. Rồi đổi mã. Rồi con xin phép đổi. Cây này rất nặng nhưng mà con sẽ cố gắng tạo điều kiện cho quý bà con. Dạ tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 cũng là nguyệt quế nha quý bà con. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Nói chung cái lô nguyệt quế này con về là cây lớn, cây mà khéo cây không quý bà con. Đế thì rất đều rất đẹp. Cây rồi thì sạch sẽ không bụng không bọng không mục đúng quý bà con. Lành tích nha. Dạ lành tích 100%. Rồi. Dạ con xin báo thông số. Chiều cao là 106. Dạ hoành vị trí này là 50. Dạ cái này nó có lỗ này mà cái lỗ này không phải là bọng một gì đâu các con, cái này cái lỗ thôi chứ nó không có gì hết. Nó bình thường ha. Dạ tự nhiên. Rồi báo giá luôn. Dạ mã số 2 con xin giao lưu với quý bà con là giá 3.700.000. Rồi mã số 2 3.700.000 bao ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Cây nào mà ship 200 km thì anh Phong anh sẽ báo cho quý cô chú anh chị luôn ha. Dạ, tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 cũng là Nguyệt Quế luôn quý bà con. Thân thì rất tròn. Cây này nó cũng có dáng bài không quý bà con. Rồi, báo thông số đi anh. Rồi, con xin báo thông số. Chiều cao là 112. Cái cần bay từ đỉnh ngọn tới là 75. Dạ, hoành thân con đo vị trí này là 47. Rồi. Cây này cũng đế bốn mặt luôn. Dạ, đế cũng rất đều, rất đẹp luôn quý bà con. Cái lô này cây là cũng có duyên hết quý bà con ơi. Rồi, dạ, mã số 3 con xin giao lưu với quý bà con là giá 4.500.000. Rồi, đổi luôn. Rồi, con xin phép đổi. Dạ, tiếp theo là mã số 4. Rồi, đo đi. Tôi xin phép đo thông số. Chiều cao là 102. Dạ, hoành thân tại vị trí này là 44. Đế đây quý bà con. Cây nào cũng đế lực lực đẹp không nha quý bà con. Rồi, mã số 4. Dạ, mã số 4 xin giao lưu với quý bà con là giá 3.500.000. Cây này nó có dáng tàn đa đa nha quý cô chú anh chị. Cái này quý bà con cắt ra trực lắc cũng được nha quý bà con. Trực lắc thì mình cắt đây. Nó cũng có dáng nha quý bà con. Rồi. Rồi, con xin phép đổi. Rồi, lên mã số 5. Dạ, tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là cái này nó bự quá con. Mã số 5 cũng là Nguyệt Quế của bà con. Dạ, cây này thì con bao ship 200-300 km nha của bà con. Đặc biệt là cây này là đế rất khủng, rất là đẹp. Lành tích 100% nha của bà con. Rồi, xây dành để quay kỹ. Bao luôn, không bọng, không một. Đế cuộn. Dạ, đế cái này là nằm trong học 30 mấy năm rồi nha quý bà con. Của ông cụ ông chồng trong học là 30 mấy năm. Rồi, báo thông số đi anh. Rồi, con xin báo thông số. Chiều cao là 106. Đây này thoát thân thấp. Dạ. Đây con đo vị trí này của bà con là 88. 18. Dạ, con trên cao cũng bà con. Còn để con đo cái cũ xuống. Cái cũ đặt của nó luôn của bà con. Là 109 lần của bà con. À, cây là đế rất đều, rất đẹp luôn của bà con. Không bọng, không mục. Đều hết luôn đấy cô chú. Dạ. 24 giờ. Cây này chơi bonsai là chuẩn luôn quý bà con ơi. Cái này có thể quý bà con chơi tàn đa cũng được, dựng dáng lại chơi cắt bỏ cho mặt tiệm này. Dựng dáng là cũng vẫn được nha quý bà con, chơi bonsai lại vẫn được nha quý bà con. Đây con nói là đây cắt bỏ cái này mặt nhìn ở đây của bà con, hạ cái này xuống là vẫn đẹp. Chơi rất đẹp. Cái này chơi dáng nào cũng đẹp chân ha. Dạ, dáng đa cũng được mà chơi bonsai cũng được. Rồi, báo dạ mã số 5 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 24 triệu đồng. 24 triệu ship 200-300 cây nghe quý cô chú anh chị. Dạ, cái này con bao ship 200-300 km của bà con. Cái này nó nặng lắm quý bà con ơi. Đó. Nguyệt Quế mà đế cũ như vậy mà nó đều đặt như vậy là khó kiếm của bà con. Rồi. Con làm cây cũng nhiều năm rồi con mới thấy con bonsai sai được kiểu này. Rồi, đổi ship phép đổi. Vô đó luôn đi. Rồi, mã số 6. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là mai Tứ Quý nha quý bà con. Rồi con xin phép đo thông số. Chiều cao là 85. Dạ hoành thân tại vị trí này là 36. Dạ mã số 6 con xin giao lưu với quý bà con là giá 3 triệu đồng. Rồi bao ship toàn quốc anh. Dạ bao ship toàn quốc quý bà con. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo. Dạ tiếp theo là mã số 7. Còn mày Tứ Quý. Dạ mã số 7 cũng là Tứ Quý quý bà con. Giờ này hơi nắng chá quý cô chú anh chị thông cảm nha. Hình ảnh nào không rõ thì liên hệ với anh Phong ha. Dạ cái nào không rõ thì quý bà con cứ liên hệ với con. Rồi con xin phép đo thông số. Chiều cao là 72. Dạ hoành thân tại vị trí này là 35. Rồi. Để đều lắm. Để rất đều rất đẹp của bà con. Có dáng hơi thú lết ha. Dạ. Lạ ha. Mã số 6 con xin giao lưu với quý bà con là giá 3 triệu 500 ngàn. Số 7 hả? Số 7. Dạ mã số 7 con xin lỗi. Mã số 7 con xin giao lưu với quý bà con là giá 3 triệu 500 ngàn. Rồi đổi luôn. Rồi con xin phép đổi. Dạ tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 cũng là Tứ Quý quý bà con. Cái này nó cũng có dáng bài. Rồi con xin phép đo thông số. Chiều cao là 76. Dạ hoành vị trí này là 36. Đế đều ha. Dạ đế cũng đều cũng đẹp quý bà con. Mã số 8. Dạ. Dạ mã số 8 con xin giao lưu với quý bà con là giá 3 triệu đồng. Cái đó bán rồi. Rồi đổi luôn. Dạ tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là phôi mai vàng quý bà con. Lùng lực phôi này xù. Ở phần dưới này nó xù rất nhiều của bà con, nó có trứng lọc luôn của bà con. Đây cái phần xù dưới nè, đây dài hết trơn của bà con. Rồi con xin đo thông số. Cây đế cũng rất đều rất đẹp. Dạ chiều cao là 46. Dạ hoành vị trí này là 42. Rồi, mã số 9. Dạ mã số 9 con xin giao lưu với quý bà con là giá 3 triệu 700 ngàn. Rồi con xin phép đổi. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là khế gân quý bà con. Đây, một cây. Dạ, cái này là nó hai thân quý bà con, một củ hai thân nó dính liền quý bà con. Rồi cậu xin phép đo thông số, con đo hai thông số đi. Thông số tổng đó là 56 luôn quý bà con. Rồi con đo một thân đại diện. Dạ thân đại diện là 30. Chiều cao là 43. Dạ mã số 10 con xin giao lưu với quý bà con là giá 1 triệu 200 ngàn. Cây đế rất là kêu quý bà con, cũ dính liền. Dạ tiếp theo là mã số 11. Dạ mã số 11 cũng là khế gân luôn quý bà con. Cây này thì lắc lượng luôn quý bà con. Cái này có thể quý bà con chơi dán văn nhân quý bà con chừa cành đó lại mình bẻ cái ngọn với cái ấy là chơi quý bà con. Rồi báo thông số đi anh. Rồi con xin báo thông số. Đặc biệt cái này đế rất đẹp. Chiều cao là 85. Và hoành vị trí này là 34. Rồi. Đế sổ rất là đẹp của bà con. Một khối đế luôn. Dạ mã số 11 con xin giao lưu với quý bà con là giá 2 triệu đồng. Rồi đổi cây luôn. Dạ tiếp theo là mã số 12. Mã số 12 cũng là khế gân quý bà con. Cây này thì thân nó nhỏ nhưng mà lắc cũng có duyên. Rồi con xin rõ thông số. Chiều cao là 79. Dạ hoành vị trí này là 24 quý bà con. Nó cũng thú của bà con. Rồi mã số 11 12 12. Dạ mã số 12 con xin giao lưu với quý bà con là giá 600 ngàn. Rồi đổi luôn. Dạ tiếp theo là mã số 13. Dạ cái này nó có dáng nghiêng của bà con. Bye bye. Rồi con xin phép đo thông số. Dạ hoành vị trí này là 37 của bà con. Cái chiều cao là 60. Dạ mã số 13 con xin giao lưu với quý bà con là giá 1 triệu 200 ngàn. Cây rất già của bà con. Rồi đổi luôn anh. Bỏ xuống đi hả, xách lên gì. Dạ tiếp theo là mã số 14. Dạ mã số 14 cũng là khế gân của bà con. Cây này có dáng là văn nhân của bà con. Cây phong cao dáng văn nhân. Dạ con xin phép đo thông số. Chiều cao là 104. Cái này là cái tượng chính đó của bà con. Cái này là con kéo lên đây, từ đây kéo lên áp để tạo cái ngọn không của bà con. Dạ hoành vị trí là 32. Dạ mã số 14 con xin giao lưu với quý bà con là giá 1 triệu 200 ngàn. Rồi đổi luôn. Dạ tiếp theo là mã số 15. Dạ mã số 15 cũng là khế gân luôn của bà con. Rồi con xin phép đo thông số. Chiều cao là 62. Dạ hoành thân cái này nó hai thân là con ho thân là diện của bà con là 24. Dạ mã số 15 này con xin giao lưu với quý bà con là giá 800 ngàn. Rồi đổi luôn. Dạ tiếp theo là mã số 16. Mã số 16 cũng là khế gân luôn quý bà con. Cây này nó lắc lượng luôn bà con. Thân hơi quái quái. Rồi con xin phép đo thông số. Chiều cao đó là 59. Dạ hoành con đo vị trí này là 33. Dạ mã số 16 con xin giao lưu với quý bà con là giá 1 triệu 300 ngàn. Rồi đổi luôn. Dạ tiếp theo là mã số 17. Dạ, cái này nó có cành gớt gớt bay bay quý bà con. Cái này luôn. Rồi báo thông số đi anh. Dạ, chiều cao tới cục nạc bự là 35 quý bà con. Cần bài nó ra là 42. Dạ, hoàn thân vị trí này là 34. Rồi. Dạ, mã số 16 hả? 16. Dạ, 17. Dạ, mã số 17 con xin giao lưu với quý bà con là giá 1.300.000. Rồi, đổi luôn. Dạ, tiếp theo là mã số 18. Cũng là khế gân của bà con. Cây này nguyên một khối, nguyên một củ rất là đặc của bà con ơi. Lùng lực. Cây này nuôi tương lai của bà con. Với cây này nó có đặc điểm đó, có lỗ sâu đây nha bà con. Nhưng mà lỗ sâu thì không có sợ, cái gân thì mình không có sợ. Rồi. Lỗ rất nhỏ. Dạ, con xin đo thông số. Tới cục nạc bự của nó là 32 quý bà con. Đây đầu quanh cậu đo hai vị trí đi. Để trên này là 44 nha quý bà con. Cục dưới. Đây, xuống cái cục dưới ngay cậu ghế đó là tới 57 quý bà con. Rồi. Dạ mã số 18 con xin giao lưu với quý bà con là giá 2.500.000. Dạ tiếp theo là cái mã số 19 là cây Nguyệt Quế tàn quý bà con. Cây tàn nhưng cái phôi bự, phong cao. À, này con lên bàn quay không được quý bà con chịu khó xem giùm con. Rồi đi luôn anh. Cây nào à, cây trong hay cây ngoài trước? Cây trong trước đây, mình báo sơ sơ tới này mình xả không xả được nhưng mình bao bà con tàn tròn. Cây này nó tàn thông không quý bà con. Tại con bó hai nặng dây về chỗ con hẹp quá, cái này con bao tròn cho quý bà con. Này lại con thấy tàn tròn, cắt phôi nữa uổng. Thì cái này thông số nó chiều cao đó thì khoảng 3 mét nha quý bà con. Cao khoảng 3 mét. Dạ, tá ngang nó khoảng 2,5 m, 2,7 m. Dạ, thân thì lắc lượng, chân cành thì đều tàn đều của quý bà con này, con bao tàn đều quý bà con. Cái này thì con bao ship cho quý bà con là 200-300 km nha quý bà con. Cái này rồi. Con bao tàn đều luôn, đang đều đẹp. Rồi con xin đo thông số. Tại chỗ chật quá quý bà con thông cảm với con quý bà con ơi. Nhưng mà con bao. Dạ hoành tại vị trí là 51 quý bà con. Rồi. Đế thì rất đều rất đẹp quý bà con. Đây, đế mặt này nha quý bà dạ. Chị. Đó. Rồi để em quay qua bên đây ha. Dạ chịu khó em chịu khó giùm anh cho bà con xem kỹ giùm. Đó. Rồi. Mặt nào cũng có đế nha quý cô chú anh chị. Thân thì co lắc ha. Dạ. Đó rồi báo giá đi anh. Rồi cái này con xin bao ship cho quý bà con là 200-300 km là giá 7.500.000 quý bà con. Rồi 7.500.000. Để cây tàn ship thì ship phí cao lắm quý bà con. Rồi đó là mã số. Dạ mã số 20 nghe quý cô chú anh chị. Yeah, mã số 20 7.500.000 bao ship 200 cây. Đó, rồi. Dạ tiếp cái theo là mã số 21. Cái mã số 20 anh có chụp hình cái lúc cái tàn đó không anh? Dạ không, nhưng mà cái này bao cho quý bà con, bao tròn. Rồi bao cái tàn tròn nha. Dạ dạ, bao tròn bao đẹp. Đó rồi tới mã số 21. Dạ tiếp theo là mã số 21 cũng là cây Nguyệt Quế của quý bà con. Đó. Dạ cây này chiều cao cũng khoảng 2,5 m, 3 m của bà con. Thì cây chi cành lớn hết. Dạ cái này là tàn đa, tàn vụ của bà con. Cốt cành là rất là cái này Phật ra là mình bẻ bông tán mình chơi đẹp luôn quý bà con. Cây này có sân rộng hoặc là biệt thự mình để cây này trước là hết ý nha quý bà con. Cây thì không bọng không mục, liền tích 100%. Rồi báo hoành luôn với anh đây. Dạ chiều cao nó khoảng 2,5 m, 2,7 m thôi quý bà con ơi. Con báo vậy đó, trừ hao cho dư nó dễ. Cây này một cốt mà lên 3 thân nha quý dạ, anh chị. Cây này à. Đúng lý ra ngày xưa đó là lên 3 thân nhưng mà chủ nhà cũng chặt bỏ thân nhỏ của bà con. Nhưng mà nó không sao hết. À, hai thân rồi lên đây nó dạ. Đẻ ra làm 3 ha. Dạ. Còn đây cũng như là cái này cũng như là cái mình gọi tạm gọi là cây phu thê đi quý bà con, cũng như chồng với vợ vậy đó, rất là xinh nha quý bà con. Quấn nhau ha. À đế rất là đẹp. À, dạ, đây con xin đo thông số. Dạ hoành tại vị trí là 79 quý bà con. Hoành rồi đó. Rồi à, cây rất đẹp nha quý bà con. Để nghe quý cô chú anh chị. Cây này mà sân rộng hay biệt thự mình để vô cái là hết bài quý bà con ơi. Giá cả cũng phải chăng. Rồi đế cũng đều ha. Dạ. Có. Rồi báo giá luôn anh. Dạ, hoành thân thì 79, chiều cao thì khoảng 2m5, 2m7. Tán ngang hiện tại hiện nay nó cỡ khoảng 2m của bà con. Rồi. Thì cái này con xin giao lưu với quý bà con là giá 17 triệu đồng, bao ship 300 km trở lại của bà con. Rồi 17 triệu, ba ship 300 cây số nghe quý cô chú anh chị. Dạ. Rồi cuối video thì một lần nữa thì con cũng xin kính chào quý bà con và cũng xin kính chúc quý bà con và gia đình thì được nhiều sức khỏe, là làm ăn phát tài, vạn sự được như ý. Con xin chân thành cảm ơn quý bà con. Hẹn quý bà con clip sau ạ. Rồi. Dạ con xin chào.